6 người Việt chết ở Bangkok, công bố bức thư trong điện thoại nghi phạm, cảnh sát truy tìm một người Việt khác. Cảnh sát Thái Lan cho biết, họ đã tìm thấy một bức thư tay trong điện thoại của nghi phạm trong linh với nội dung kỳ lạ. Tìm thấy bức thư tay trong điện thoại nghi phạm, liên quan tới vụ việc 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok, kênh truyền hình Amerlin TV. Thái Lan ngày 18 tháng 7 cho biết, cảnh sát Thái Lan vừa công bố bằng chứng mới tìm thấy trong điện thoại của bà trong Serlin. Nghi phạm hạ độc năm nạn nhân trước khi tự sát đó là một bức thư viết bằng tiếng trung quốc với nội dung như sau tôi muốn mang theo nhiều tiền và vàng bên mình vì càng có nhiều tiền tôi sẽ càng mạnh mẽ hơn càng có nhiều tiền tôi càng có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn tình yêu là nguồn năng lượng vĩ đại nhất trên thế giới và tình yêu lớn lao này sẽ luôn đi cùng tôi tôi luôn giữ vững nguyên tắc này cho bản thân gia đình là tất cả với tôi vũ trụ ban cho tôi tiền bạc vì tôi giúp đỡ người khác ông trời ban cho tôi tiền bạc vì tôi là người tốt luôn tử tế với mọi người Ông trời ban cho tôi tiền bạc vì tôi biết nuôi dưỡng. Sự giàu có là vô tận. Tình yêu chảy trong tôi. Năng lượng chảy trong tôi. Và tôi cũng chính là dòng chảy của tình yêu và năng lượng. Đặc biệt, theo kênh truyền hình Channel 3, Thái Lan, đây là một bức thư tay. Tuy nhiên, chưa rõ đây là bức thư do bà trong viết hay chụp lại từ nơi nào khác. Cảnh sát Thái Lan cho biết họ sẽ liên hệ với người thân của bà trong để tìm hiểu mục đích của bức thư này là gì ý nghĩa mà nó cố gắng truyền tải là gì và đặc biệt là nó có liên quan như thế nào đến vụ án. Trước đó, động cơ của vụ án ban đầu được xác định là do bà trong nợ một khoản tiền khoảng 7,5 tỷ đồng nên đã ra tay bỏ chất độc vào trà rồi pha cho cả nhóm cùng uống. Tới hôm qua, 17 tháng 7, cảnh sát Thái Lan tiếp tục xác định nghi phạm thứ hai là bà Nguyễn Thi Phu Ong Lan. Bà Lan là người đã mời các nạn nhân còn lại đầu tư vào các dự án, trong khi bà Sơ Linh Trong, nghi phạm thứ nhất, đã thuyết phục các nạn nhân gây quỹ cho hoạt động kinh doanh bệnh viện ở Nhật Bản cảnh sát truy tìm thêm một người Việt. Ngoài việc khẩn trương giải mã bức thư trong điện thoại của bà Trong, kênh Channel 3 cho biết cảnh sát đang truy tìm một nhân vật khác có thể liên quan tới vụ án. Đó là người đàn ông mang biệt danh Tiger đã liên hệ với bà Nguyễn Thi Phu Ông Lan trước khi chết. Theo cảnh sát Thái Lan, trong khoảng ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 năm 2024, bà Nguyễn Thi Phu Ông Lan đã nhờ hướng dẫn viên du lịch người Việt PNV, 35 tuổi, mua một loại thuốc gọi là thuốc rắn số 7 trị giá 11.000 bạt. Tuy nhiên, anh PNV không trực tiếp đi mua mà làm trung gian kết nối bà Nguyễn Thi Phu Ong Lan với ông Tiger để hai phía thống nhất địa điểm giao hàng. Thông tin mới nhất do cảnh sát Thái Lan tìm được cho biết, nhân vật mang tên Tiger là người Việt sinh sống ở Thái Lan. Hiện cảnh sát đang truy tìm nhân vật này để làm rõ mức độ liên quan tới vụ án. Đáng lưu ý, Trung tướng cảnh sát Chai Rong Phipuen, chỉ huy trưởng phòng khoa học pháp y cảnh sát Thái Lan cho biết. Trong số các tăng vật đưa đi giám định không tìm thấy thuốc rắn số 7 mà bà Nguyễn Thi Phu Ông Lan đã mua như lời khai của anh PNV. Trong khi đó, theo đại tá cảnh sát Guati Asat Tum, cảnh sát vẫn đang tiếp tục xác minh các dấu vân tay tìm thấy trên vật chứng và phối hợp với bệnh viện để xác minh chúng có trùng khớp với dấu vân tay của một trong số 6 nạn nhân hay không. Khi được hỏi về loại cyanua đã được nghi phạm sử dụng để hạ độc, ông Guati cho biết chưa thể công bố rõ loại nào vì có nhiều dạng cyanua. Một trong những loại phổ biến là kali cyanua.